kìa Thành em. Anh Trung, mình dừng lại đi anh à. Em thấy chúng ta đã quá sai lầm, cho nên em không muốn tiếp tục nữa. Như vậy thì em muốn xa anh có phải không? Hay là em không còn yêu anh nữa? Trung ơi, nếu em không yêu anh thì em đau rai rất tim đau. Biết em dằn vặt từng đêm khi anh trao cho em không tròn. Vì hoàn cảnh đại nan chúng ta gặp nhau quá muộn, em chấp nhận làm một lữ quán cô đơn để anh dừng chân tạm nghỉ lúc anh buồn. Biết nói sao đây để em hiểu được nỗi tim, vì nghĩa phụ thế anh phải cho tròn bổn phận, còn với em thì anh cũng hết giả yêu. Làm thế nào để mình được gần nhau, em hãy nói đi dù là lời trách mong. Trách mong làm gì, em còn tha thiết yêu anh. Dẫu biết rằng tình thương duyên dài có ngày em phải trả. Oh,
nói gì. Câu ấy thêm đau lòng. Nếu một mai duyên mình gian dở, cách trở đôi đường em đó anh đây. Còn nhớ không em một buổi chiều nào, nhìn tóc em bay làm tim anh sao phiến giả dào. Kể từ đây đôi ta xa cách thật rồi, em buồn anh không xin em hãy nói. Dạ yêu anh sao em thốt tiếng từ ly, nói lời chia biệt. Trời tim không em chỉ mình anh, đêm bước vào ngẩn ra ngơ tìm kỷ niệm của đôi mình. Trọn vẹn giờ con anh